Tòa án cấp cao nhất của New York, Mỹ mới đây đã đồng ý xét xử đơn kháng cáo của ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein liên quan đến bản án năm 2020 về tội hiếp dâm, tấn công tình dục. Phán quyết của tranh án phúc thẩm Janet DeFiore sẽ cho phép các luật sư của Harvey Weinstein tranh luận về vụ việc của họ trước tòa, hơn 2 năm sau khi Harvey Weinstein bị kết án về tội phạm tình dục cấp độ 1 và tội danh hiếp dâm cấp độ 3, bị kết án 23 năm tù. Các cáo buộc chống lại nhà sản xuất phim quyền lực một thời đã thúc đẩy phong trào Me Too toàn cầu và khuyến khích phụ nữ lên tiếng chống lại vấn nạn lạm dụng tình dục. Việc tuyên án Harvey Weinstein tại New York đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các công tố viên. Weinstein luôn khẳng định mình vô tội và phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại ông. Weinstein đang thụ án tù ở Los Angeles, nơi ông ta vẫn phải đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến nhiều phụ nữ. Ông sẽ xuất hiện trở lại tại tòa vào cuối năm nay. Cụ thể, tác giả Teresa Ladat đã kiện Swift hơn 1 triệu đô la Mỹ với cáo buộc là nữ ca sĩ này đã sao chép cuốn sách thơ tự xuất bản năm 2010, Lover của cô, cho tập sách đi kèm album Lover năm 2019. Trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang Tennessee hôm 23 tháng 8, Ladat cáo buộc Taylor đã sao chép ý tưởng của các bài thơ, giai thoại và ảnh. Theo tờ Daily Mail, Ladat cáo buộc rằng người trong nhóm của Swift đã xem cuốn sách của Ladat và đã quyết định sao chép sự rung cảm và thiết kế của cuốn sách. Đơn khiếu nại cho rằng không chỉ cả hai tác phẩm đều có cùng một tiêu đề, mà mỗi tác phẩm đều là hồi ức về những năm đã qua, tưởng nhớ trong sự kết hợp giữa các thành phần chữ viết và hình ảnh. Ladat cũng cho rằng cách phối màu và phong cách của những bức ảnh được sử dụng quá giống nhau đến mức trùng hợp. Nam rapper Kanye West sẽ không bị truy tố vì sự cố hành hung người hâm mộ xảy ra vào tháng 1 năm nay. Tuyên bố này được đưa ra bởi văn phòng luật sư thành phố Los Angeles. Phát ngôn viên của văn phòng luật sư cho biết, về vụ việc liên quan đến Kanye West, sau khi xem xét kỹ lưỡng và cẩn thận tất cả bằng chứng, văn phòng từ chối nộp hồ sơ truy tố vì không có khả năng kết tội hợp lý. Trước đó, tin tức về Kanye đã tham gia vào một cuộc ẩu đả với một người đàn ông khác vào 3 giờ sáng đã trở thành tin tức nóng hổi. Ngay sau đó, cảnh sát đã vào cuộc điều tra sau khi nạn nhân nộp báo cáo lên sở và nêu tên nam rapper là nghi phạm của vụ án. Kanye West đã rời khỏi một quán ăn địa phương và hành hung nạn nhân. Nạn nhân sau đó đã gọi cảnh sát. Trong quá trình điều tra, chồng cũ của Kim Kardashian đã cung cấp cho văn phòng luật sư thành phố những video, hình ảnh, lời khai để chứng minh mình vô tội. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng kết luận Kanye West sẽ không bị truy tố với bất kỳ tội danh nào liên quan đến cuộc ẩu đả. Bà Jennifer Flavin đã đệ đơn ly hôn 5 tài tử Sylvester Stallone sau 25 năm chung sống. Tòa án quận Palm Beach của bang Florida, Mỹ đã nhận đơn của bà Jennifer Flavin 5 ngày trước. Sylvester Stallone hiện đã xăm một hình vẽ mới đè lên chân dung vợ trên cánh tay. Cả hai chưa tiết lộ nguyên nhân của sự đạn nứt. Trước đó, hồi đầu năm, họ đã tổ chức tiệc kỷ niệm 25 năm ngày cưới với những phát ngôn đầy hạnh phúc. Jennifer Flavin là cựu người mẫu, hiện làm chủ một thương hiệu mỹ phẩm. Hai người kết hôn năm 1997, có 3 người con gái chung. Cả ba đều là diễn viên, cùng được chọn làm đại sứ của giải Quả Cầu Vàng năm 2017.